chạy intro không? Ừ. Bảo chung cười. Đâu có con luôn. Rồi cười. Không có con nào luôn. Không có con nào luôn. À, xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn buổi sáng nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. À, anh em mình xin kính chúc tất cả các bạn buổi sáng luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha bạn. Thì anh em mình thức dậy để chinh chiến tiếp ngày thứ ba. Ngày thứ ba thì hết ngày nay với đêm nay nữa là anh em mình hoàn thành thử thách 3 ngày 3 đêm ở khu Dương Quang này nha các bạn. Thì thôi, bây giờ anh em thức dậy để dẫn tất cả các bạn cùng đi thăm Tà Lứ. Chắc chiều hôm qua anh em mình dăng nha, thử có dính cái quái quỷ gì không nha bạn. Chứ cái mường đó anh em thấy toàn nó trong vắt hiu quá, chắc hiu quạnh, chắc không dính con gì luôn quá. Quỷ gì. Nhưng mà hên xui may rủi chứ biết đâu được. Thôi, thức dậy với anh em mình để chinh chiến tiếp ngày thứ ba với anh em mình nha các bạn. Đây thì đây là cái Tà Lứ anh em dăng chiều hôm qua nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ cuốn lên coi có dính được cái yêu ma quỷ quái gì không. Con tin để trong này khác chưa? Bốn con. Đặt mày tên bốn con. Cẳng cẳng con. Cũng ngực nội xuống tắm cái trời mát 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 mẻ rồi. Ba. Quá sướng rồi. Trời sao ghẻ tiền hả? Có gì không má? Gì mà hết thèm vậy hả? Đù, bữa nay mình tắm thiệt luôn rồi đó. À, cái này là cũng dạng qua kia bị văng heo cặp đường kinh đi phải không? Đó, khai trương luôn đó. Đường này phải không? Tôi kêu văng canh mưa mà nó không mưa hết. Đù chứ. Mưa cái xem. Rồi, cũ lên nha bạn, có cái gì thì anh em mình ăn cái đó nha. Tại vì ở trời sinh tồn của anh em mình thì cũng còn được mớ gô phi muối chiên nha bạn. Bột cái hết đủ. Cái này mình đem về mình nấu canh chua luôn là ngon luôn nè. Ngon luôn á. Là Tà Lứ này là Tà Lứ thưa nha. Cái màn lưới nó tới 8 phân lận nha bạn. Bởi vậy chỉ dính là dính cái bự thôi chứ. Cái nhỏ là vô phương dính nha, tại cái màn lưới này to lắm. Không thâu à? Hả? Không thâu à? Đấy. Không. Phấu bà lóc phấu phấu. Đun lùm lên trên trời hồi núi luôn. Chắc tắm xong đi về quá đại ca. Trời mát. Ồ xanh. Sáng sớm tắm mát. Tắm xong đi về quá. Trời sáng mát mát chút cũng được. Bị Tà Lứ này nó không hư là mừng rồi. Tà Lứ còn nguyên này được không mắc là mừng rồi. Đâu chứ hả? Tà Lứ không dục là còn mừng rồi. Trời ơi trời, Tà Lứ thừa đi văn cái kinh này, cái mương này thôi to rồi. Nếu cái mưa này có cá nữa, con chút chút không chứ làm gì có được làm cái Tà Lứ mà cái lỗ bự lớn này dính cá. Ở chỗ nào không? Ở chung hết đèn. Có rồi không? Có. Nè. Có cá lầu kiến. Đó, có rồi. Chưa vậy? Có cá lầu kiến, đầu gì nữa có là được rồi. Ờ, mình bắt cá lầu kiến giùm mà người ta để đục banh mương hết không? Anh em mình đi làm những chuyện tốt mà. Tốt là. Làm những chuyện tốt. Làm những chuyện tốt như vậy. Không, có rồi đấy không? Con này lấy không? Cho bắn cái thèm hả? Để hai ảnh nó được rồi. Bữa nào anh ra nông dân? Dân chắc dân cái thèm luôn á. Thì hồi nhé luôn á. Lưới 8 phân. Ừ. Hôm nay anh khỏe không anh nông dân? Ở kia. Nói chuyện được là còn thấy biết còn khỏe. Im lắm không? Còn im. Ủa phộng. Ôi lóc xuống dũng luôn. Dính chừng con lông kiến một cái thèm nha. Cái này chắc qua mưa nông dân thả bạn lứ quá. Thả chắc khỏi ăn nó rồi. Mẹ mẹ. Đủ không lỗi te mẹ. Chỉ nhiêu. Trời cái đời. Cái lỗ 5 phân đậu phộng. Cái lỗ bự. Lọt theo của tay vô lọt mà. Lọt tốt. Ừ. Thì quá vậy? Bự gì dữ lắm. Cái đó cỡ 5 số phân nha. Gì 5 số phân gì? 5 số phân hả? Vậy hả? Vậy chắc em bị ông bán lưới dụ quá. Có kiến hả? Còn lại nắng nè. Rồi hả? Dữ vậy sao? Con ơi! Ồ, hát lát bự nha. Đây. Hết chỗ cầm rồi. Gần tới cuối rồi nên là dính được hai con nữa. Có đánh không bộ? Con phi nha bạn. Phi hát lát rồi. Dừng nó ra luôn. Ồ. Ngon lạnh, cũng có lý. Thôi rồi.
sâu quá hả? Dỡ lên này. Hết luôn rồi. Hết rồi. Hết rồi các bạn. Chỉ được 3 con nha các bạn. Nãy vừa đón 4 con mà về ra có 3 con làm một người ăn một người nhịn nữa rồi. Các bạn thì anh em mình thăm lưới xong nha, dính được có 3 cái nha bạn. Sẵn rồi, buổi sáng nước còn cạn nè, anh em mình tranh thủ mò bạn mớ hến nha, để vọng lại chiều anh em mình có nấu canh hay là món gì cũng được nha bạn. Hến không hả? Ốc đắng. Để chiều nước lớn mà không được nha. Gì mới hến nè. Đúng đúng đúng. Đâu đó. Đó, gì mới hến đó. Nó đâu đó đàng hoàng mới được chứ. Có hến gì ổng luôn. Coi gì bắt đó. Có tính không? Có gì bắt đó. Là tôi với ông đọc luôn hả? Thằng này thật. Dứt luôn. Dứt luôn. Tôi có con thần thú để cưỡi. Cốt. Chúng. Đúng rồi đúng rồi. Bà này không phải hết đâu. Con này không phải con hết không? Không. Tại nước sáng nó còn cạn anh em mình còn mò được cho bạn, tại kia nước này nhóc luôn á. Bóp trái không nội. Bóp gì không cô? Dạ các bạn đem cá hả? Với bây giờ anh em mình bóp, bóp cái đó tôi kêu bóp bóp gì? Bóp trứng. Bóp ngọc kê vậy. Bóp trứng. Bóp một bích. Mày nói vậy nó bớt bớt lại chút. Không. Mò giờ đang về ngâm cho rộng cho nó ra bớt sình nha bạn. Tại vì chưa trưa chút là nước nó lớn nha bạn, bởi vậy là không mò được. Mà mò cũng được nhiều trời. Vô trong nọ. Giống vậy. Vô trong lục bình. Vậy tấn công lục bình có không? Thưa quá. Tôi mò cho nhóc chân đây nè. Thấy không? Đây này ông nội. Cái này nó mò hộc gì. Mò đống này nè ông cố. Mày hay gì đó. Mò hả? Trời ơi, người ta thôi trong lục bình. Bỏ này không bắt này. Bực bay. Thế thèm con đó ăn con được con nào ăn con đó ông nội. Nhỏ xíu à. Không ăn rồi. Bực ra cho con lục bình cô bự nha. Được không? Nè, mát nó chồng. Đây má, để con lục bình nè. Được. Tóc trắng mắt luôn nha. Tóc trắng con báo không hả? Lụm luôn. Thôi lục sáng cũng được. Đúng không? Ông vàng bắt luôn hay gì? Ông vàng bắt luôn. Ông vàng giúp về luộc đọt con lòng. Nè, vô à. Đậu hũ xíu chua ơi. Thôi vô đây có lại gai lụm cạch cạch rồi nè. Nè, con hết bự chả bả lửa mà. Hết nhỏ chưa? Vô. Hết rồi. Con vô á. Con này phải con hết không? Không. Con đó còn dẹm. Ủa, lụm lên được con có không? Không có đó, nãy giờ từ khi nó xuống giờ lụm được con còn dở lên, dở xuống ngoài nha. Con trời. Con dẹm. Nó dở lên, dở xuống cái nó bỏ xuống cái này. Dạ bộ dở lên phải đèn hết không? Cái đi hồi đó phải đèn hết rồi mà, con còn mà. Con còn hết luôn. Con này phải hết không lụm? Không. Không à, con này chắc bung bung chang chang quá vậy. Chịp chết, đừng hoa là con anh. Trời, xe ba, xe đó. Tấn công vô lục bình nha bạn. Tại vì rồi nó mát nó chút quẳng ở trong lục bình đó. Nó mát. Tại là cái gì thúi dữ vậy? Lục bình. Con cậu không có ai quỷ thúi nhẹ nha. Cậu muốn lụm được chắc chết. Ê, gì vậy đây ca? Trên ly. Ờ, trên ly. Trên ly. Ủa, không thúi ghê mặt á. Ăn lên, lên, lên. Ăn còn ăn được nữa. Thằng ơi. Rồi, xuống quắc rồi. Không. Ăn không biết ba đi qua khỏi gì vậy. Thôi lại lại là mình đó đi bên đây. Rồi đi. Kìa, trên kia kìa. Ờ thôi. Đi con một nãy giờ dở ra dở xuống hoài. Cậu ông chứ vậy. Làm như ta không biết gì á. Ta bỏ túi nè. Bỏ túi con không có mình nữa nè, phải đây hết đâu nha. Lấy trong hào bỏ túi á. Ê bên đây nhiều nè ông nội. Có không? Có. Đi dài lên trên nha bạn. Ở đây con gắn trùng chết thúi quá. À đây có rồi mọi. Có. Xương xương lai gai. Ở lai gai được rồi, lai gai 120. Giữ giữ thì 120. Thử thử thì 160. Nhảy nhảy thì 170. Đúng không, nhảy bác sĩ. Nhám nhám 180. Lính quýnh 190. Ngoài mà hai cười cười thì 210. Đi cơ thì 5 sĩ. Đi cơ thì cơ thì Campuchia. Ồ chân má ông nội không nói gì trời. Campuchia gì sao? Đi cơ vậy nói sù lơ. Ủa mấy ông nội nói tiếng gì ta? Cái đậu ông đã dốc cho con chà bá nữa mà. Ồ mày. Đâu xu quá vậy? Đâu cho nhập anh xu quá nó gì ra ta? Tự nhiên đậu ông nãy ngồi xu vậy. Tự nhiên quay mặt vô trong kia cái giờ nhìn vô trong chỗ ấy mò mò bó bó không biết là quèo giống. Dốc đang tưởng tượng. Tại bây giờ đi cứ. Đây cơ bắn. Ôi. Hiểu lầm. Ủa này nhóm à đó gắn tung thú với mày. Ờ nhiều vậy. Ủa có nhiều đó ông bóc bỏ lên mày đó. Mới bóc xuống cái một đống trời hết nè. Trời ơi ông nội ơi. Nè. Đó bóc bóc bò bò nữa kìa. Bốn năm con á. Sao bắn mà.
nhìn mặt không uy tín vậy. Đúng lắm, đúng ăn bay cơm bến gì không? Con nó đang xu. Đang đi cơm bến á. Nó vườn lùng nó không có biết bắt hết nha bạn, nó bắt nháo rồi được. Chứ nói bắt hết nha. Trời ơi, tới nữa rồi. Rồi. Tới nữa. Trời ơi. À, cái này thì mấy anh em mình cũng mò được bữa thao hến nha bạn. Đây, quá đã luôn nè. Đây vì anh em mình giọng nước nha, để chiều anh em mình có nấu canh hay là món nha. Ồ, giống như người Thái Lan vậy. Ông có dúi á, chứ không có làm gì hả? Mày ơi, đùi á. Đâu, không. Lùng nó không biết mò hến nha bạn, nó mò toàn là hến nó tắt cành đôi hả? Mò hến gì hả? Đúng, đúng. Mò gì hả? Ừ. Ông mò hến bự vậy không? Thôi, chạy không biết mò hến rồi. Lại. Thôi, bây giờ anh em mình lên về cái trò sinh tồn của anh em mình để làm bữa cơm sáng, mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với anh em mình nha bạn. Các bạn ơi, thì anh em mình trên đường đi bắt hến vậy nha bạn. Thì vô cái khu vườn quan nè, anh em mình phát hiện một cái buồng chuối nó chín nha bạn. Mình bỏ mấy buồng nữa cơ. Không có. Không có chín. Các bạn đi coi nha. Tùm gầm gai bạn. Đây có các bạn hay có hai cây chuối, không có cây chuối đây. Nè bạn, có một cây đứng như cây ngã nha. Có buồng chuối nha. Đi đến. Người dừng bị sâu cắn nha. Ông tầm mà có được mấy chuối với bạn ngon là mình có. Ôi, mình bán có buồn luôn chị sợ. Có. Không biết cái chuối nào không chứ nó. Nó cái buồn đó đó. Bụng ta làm cũng chơi rồi. Đây nó có được cái buồn chuối nằm ở trong đây nha bạn. Nè. Đâu. Nè, trong cái thùng đây nè. Khui. Buồn chuối bự vậy hả? Trời ơi, không có đậu. Ê, con chưa chín nào mày? Con chín đâu? Nè. Nè. Trời ơi, nhiều. Chị măng đâu nè. Nói chung là làm trái luôn, ít có người lưu tới nha bạn, nên anh em mình hái nha, chứ để chim chuột nó ăn hết nha bạn. Được mấy trái? Được có mấy trái à? Được nhiều vậy? Ờ, đem về nấu ăn luôn rồi. Đem buồn này nấu ăn luôn. Dạ hết rồi. Dạ. Nè. Nhưng buồn này tối gì tóc cái gì tối ăn luôn. Ủa vậy ăn được, ăn cơm sáng được rồi. Ngon lành nè. Giống ăn cơm sáng chứ hả? Giống vậy này. Giống vậy luôn. Ủa thì mình bữa nay mình ăn cá chiên mà. Thấy. Cá chiên mà ăn cái chuối ngon vậy. Ồ, được mấy trái nha các bạn, đỡ khổ. Cái này là không bắn mà ăn nè. Rồi, hết rồi. Tùm các bạn, các bạn hay gặm gặm chim nó ăn nè. Rẻ mạt luôn, có gì đâu mà bổ đói luôn. Kho nè. Vô đây là không biết được đi ra luôn chứ bây giờ chưa đâu. Nè. Hết rồi. Thôi được mấy trái ngon lành nha bạn. Su. Đây, bây giờ anh em mình được mấy trái chuối chín nha. Bây giờ về chòi sinh tồn để anh em mình làm cơm mời các bạn thưởng thức nha. Đây bây giờ anh em mình về tới chòi bạn. Bên đây thì bắt cơm, bên đây mình sẽ chiên cá gu phi nha. Có mớ cá gù phi ướp mà hôm. Ừ, cái cháo sáng. Con rẻ hả? Nói dữ đi. Có gù phi đêm hôm, sáng này thì dính được con hắc lát, con gù phi, con lau kiến nha nha. Ừ, bữa cơm sáng anh em mình lên đình nữa rồi. Chơi mẻ luôn á. Chơi mình chiên 8 mẻ được không? Chơi vừa đủ rồi. Chiên 15 mẻ đi, mẻ con. Tại gấp tao ghê quá. Thôi mình chiên đi. Chiên mẻ hai mẻ đi. Ngon lại nha. Sáng có cá chiên ăn với chuối chín nha bạn. Chiều nay anh em mình sẽ đi kiếm mớ cá nữa, cái có ba hến nấu canh nó sầu quá tuyệt nha. Đây cái mẻ cá chiên đầu tiên của mình nó đã chín nha bạn. Ôi chết mẹ. Cái gì mà cả ra luôn hả? Tại vì nó ngon anh. Tới con này nó bị đồ rồi. Không có ăn đúng không? Chi lên nào, vàng khè nha bạn. Chi lên. Tuy rằng là nó gu phi thiệt nha, nhưng không có nó phi đâu. Nhưng mà nó là gu phi đó. Ngon lạ. Rồi tiếp tục mẻ thứ hai nha bạn. Rồi gấp mấy miếng kia trời. Gấp tỏi luôn. Trời. Trời. Không ngon giống cùng luôn ha. Kêu ổng đó ổng đánh cái đùng cái má hú luôn quá. Rồi 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 rồi. Rồi con ở đây nữa. Trời ơi. Các bạn ơi, thì anh em mình cũng vừa cúng cơm cho ông bà rồi nha bạn. Bây giờ anh em mình mời các bạn cùng dùng cơm sáng với anh em mình nha. Nói tiếng sáng chứ thật sự giờ này không còn sáng nữa nha bạn. Sáng rồi. Giờ cũng đã xế chiều luôn nha. Đây thì có nước tương, tỏi ớt nha. Bên đây có cá muối chiên, bên đây có chuối nha bạn. Ồ, thôi mời tất cả các bạn cùng dùng cơm sáng với anh em nha. Thôi mời các bạn ăn cơm nha. Có củ chuối nấu đây nè. Ngon quá. Làm bạn miếng nước tương, tỏi ớt mà. Chắc không đói đâu, chắc không ngon đâu. Chiều nay mình chắc chắn là mình có hến ăn rồi. Đúng đúng, thôi mời các bạn làm trái cơm nha. Chiều nay chắc ăn là mình có mồi rồi.
bắt thiệt. Bắt không, bắt không? Bắt bắt. Bắt gì? Bắt gì? Em ở cá, bắt cá. Đây mời bạn con cá chiên nha bạn. Vàng khè đi bộ. Ngon lành canh đào liền. Tính ra cái UFI ai chê chứ không. Anh em mình ngon lành đào quạo. Ờ, cú 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 mạng luôn đó. Đây nè Phan. À đây đi. Tao nhắn. Còn cái nước chấm này ngon như trời. Quỷ là bỏ cái nước chấm tan cơm không đi. Mời các bạn nha các bạn. Còn quỷ nữa làm. Rồi. Tới chị chứ. Mà tất cả các bạn nha. Đây đi. Rồi tất cả các bạn nha. Được rồi, kiếm chạy. Wow. Ngon. Cái mùi ngon. Ngon hả? Mời các bạn nha các bạn. Mời các bạn miếng lá bích nha. Tháng lá không chạy. Tháng lá không. Cũng chấm ngồi luôn. Ngon quá ngon. Còn chuối nè. Phải không ạ? Cái gừng lắm anh. Làm cho chuối ăn kèm nha bạn. Anh này mình ăn xương luôn quá. Sao gỡ ra à? Đi. Không ngọt mà mấy cái đang mời các bạn trái chuối nha bạn. Ăn ngon lắm. Âm trời. Mũ không nha. Đủ chắc vậy trời. Đồng lấy giùm cái dao ơi fan. Quá. Đó. Ủa tới giờ buổi sáng là đồ đầy đủ chắc rồi nè, cơm, nước tương tỏi hết, chuối, cá đấy. Chiên chuối luôn. Có rồi luôn. Hồi nữa anh em ăn xong rồi anh em mình nhủi nữa. Nhủi đây ngủ mà. Chuối là nhủi. Chính ra ăn chuối là tốt đúng không? Đúng rồi. Ăn chuối là bổ chuối. Chuối, chuối là phải bổ vitamin C không? Vitamin K. Chắc ngậm sao ăn? Chết luôn mà chết, bạn không có chết. Nó ngọt ngọt. Ăn hồi nuốt không nổi mất nghẹn luôn á. Khùng. Khùng. Khùng mất thèm. Khùng. Cái gì mà khùng. Khùng là biết ăn mùng trái chiếu. Mấy hủ tiếu nó về tình yêu. Khùng mà ăn mùng trái. Mà cái nó ngọt ngọt chứ nó không có chát mấy. Chuyên gia ăn chuối. Chát mà. Ở dưới tôi là chuối này là đám ma là có dữ lắm. Cứ hả? Chẳng bụng. Cái đám đẹp chứ hả? Thiệt mà. Tại vì có gì? Cái gì? Làm ba cái thịt bò tái đó. Nó có chuối với gầu ôm rồi đó. Đâu ăn nữa coi. Đó là bò bắp thấu mà. Nè, ngon quá. Sống sống nè mới ngon nè. À, thử không? Ừ. À, thử cho thiệt phải không? Mời các bạn nha các bạn. À, thử miếng chuối của ôm lùng nè. Cũng mềm mềm không anh? Đúng không? Hấp hấp nhẹ. Đúng rồi. Mời bạn ăn chuối ôm lùng nha. Thấy bị ngon. Chuối này chín rồi. Chuối ôm lùng á. Cái này mong có coi tiêu hoa không? Chín mẹ rồi. Chuối chín rồi. Chín rồi. Cái kia kìa. Cái kia nè. Đâu? Ừ. Ăn ngon lắm. Mày xin miếng nha. Xin gì quen? Ăn đi quen. Mới xin mày ừ rồi đó. Mới xin xin miếng nha. Khó hấp nhẹ không? Không. Khó hấp nhẹ không? Chắc mấy. Không rồi mà chú chín nha fan. Chú chín ăn ngọt rồi. Có bộ bắt thì nha. Xin chào. Một lý rồi. Nhớ miếng cắm của bạn. Làm bát phải. Ngon quá. Lùi chán tương bạn nha, bạn. Bắt dữ ta. Giật cái tương ngon á. Làm mấy miếng được rồi. Bắt à. Làm chén thứ hai nha bạn. Nước tương tam hai tử mà nó nước tương bắt. Cứ hả? Hôm nay nước tương bắt rõ ràng không? Cái xì dầu. Xì dầu ơi xì dầu. Bộ ông đói gì vậy? Mời bạn chén hai tao đâu đói là mày đói á. Mày đói á. Cái chén bữa chán là tương bài đó. Chén thứ hai đó mày đói đó. Tao là chén đầu tiên chưa ăn á. Bộ hai mày đói gì vậy? Đủ. Trời. Mày ăn chén đầu tiên hả? Chưa ăn luôn á. Mày ăn chén đầu tiên nè, nãy giờ có ăn gì đâu. Rồi tôi thấy cô nó ăn miếng nước tương á. thằng nào cũng đói vậy trời. Có đói không vậy? Chưa ăn gì hết trơn mà. Đâu có ăn, nãy giờ có ăn gì đâu. Mới vô tiệc à. Mới vô hả? Mới nhập tiệc. Mới nhập tiệc à. Ăn lẹ lẹ. Chuẩn bị tới giờ rồi đó. Mời các bạn vô cơm nè. Ồ. Sạch sạch kẹo kẹo luôn. Cày nào làm ngon chứ bạn. Cá lóc tưởng mà hồi có muối nữa. Chén này là... Chứ làm con luôn. Chứ mạnh đi. Chứ làm con đi. Trời ơi, bé ở đây á, gãy kia, cái thèm nha. Vô nha bạn. Mời các bạn nha. Êm tận. Cá chiên ngon khúc khách đó. Không, cá chiên ăn chấm nước chấm này ngon bộ. Đúng rồi. Cá ướp mặn này ngon nè. Cá tươi nãy chưa chắc ngon á. Nó giòn nó mặn mặn.
ăn nước tương, ăn nước tương tỏi ớt cái mình làm nước mắm tỏi ớt ta. Ừ. Ừ. Nhiều lắm mắm tỏi ớt nữa. Nhiều kiếm ăn cá hết. Gì mình chuyên tư làm mắm tỏi ớt mình uống một bữa này. Có không? Hên xui. Trời ơi, hổ hết những mua nữa rồi. Có. Mưa không mưa không? Nhiều ông kiếm chừng hai cái chơi rồi, cái ông chiên cái ông kiếm thêm con gừng nữa ông làm nước mắm gừng. Mày kiếm cái đẹp ghê vậy. Cách chơi mà đi kiếm hai con ở đâu có. Đây mời bạn cái đầu của Fiji nha bạn. Ừ. Ngon. Được không? Vậy. Gánh gánh gọn mấy chú chuối thôi. Mình chơi rồi đi ra. Nó không lùng có mấy chú à. Ok ok ok. Ông vừa còn tao cái nào đó lụm hết trơn. Đậu cái này. Đúng ngon rồi. Quay lại chán chán thịt bóc chữ nhẹ luôn á. Ăn bánh. Tôi ăn khùng quá. Ai làm hết. Làm người làm hết. Ừ. Hay không? Không, về êm à. Gọt không đều miếng bự miếng nhỏ nha thằng em. Đúng không mà có gọt thì đem căng tiểu ly theo căng nha, đều cũng được nha mang. Được 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 rồi. Móng tay hơi đen nha, chưa sạch nha, chưa sẻ nha. Chưa có miệng chứ cơm nha. Ừ, nó còn cá rượu luôn á. Thôi nó cho quay phim ăn. Để phim ăn cơm. Hồi quay phim ăn nữa. Ừ. Nè còn cá này gọt cho nó. Quýt nấu. Nè. Gọt cho nó á. Quê. Nè, ba chén hả bạn? Hai chén hả? Tại vì nãy giờ tôi lo cho anh em ăn á. Nè, tao lo gọt chiếu cho mày đó. Nè, tao gọt không nhảy. Ừ. Ờ. Nãy giờ tôi lo kiếm chuối cho mày. Ừ. Đâu, bố. Gì? Hết rồi. Chứ ăn hả? Tao chưa ăn cái này. Mà hết nữa rồi. Nói chung thì bữa cơm sáng anh em mình ăn gói gọn với món cá chiên với nước tương tỏi ớt với mấy trái chuối nha bạn. Thì anh em mình xin phép tắt máy quay để cho quay phim nó vô nó ăn cơm chung với anh em mình. Ăn cơm xong thì anh em mình nằm nghỉ ngơi nha. Để chiều chiều mát mát anh em mình sẽ dẫn tất cả bạn cùng đi săn bắt để kiếm bữa ăn tối nay nha các bạn. A few moments later. Đâu mà xe chỉ luôn kim con rồi. Chứ chạy rồi. Dưới đầu vướng. Dưới đầu vướng nội. Trời ơi trời tối rồi. Diễn sâu nữa. Gửi cho mày con nè, để thôi nó bung nó nói công nó dưới cỏ nè. Xíu xẹo luôn rồi kìa. Xíu xẹo gì trời. Dính chì tôi luôn. Dính gì vậy trời. Cài cài lên. Mày đừng chửi, mày đừng nói nó nữa cho nó chạy đi đâu. Dài. Cài 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 cài. Cài đúng rồi nha. Ừ, một đùi bên kia luôn kìa. Nó bị dụi cái bóng kia kìa. Những cái lóc này cũng cười lẻ luôn á. Cười lẻ đúng á. Ủa căng cái điện mới ca. Đâu rồi kéo nó coi. Tao đang câu luôn hả? Nãy giờ không ai gờ mắt khỏi ông luôn á. Nãy chưa gờ mắt khỏi chạy quá. Anh là một idol. Tự nhiên bớt đó sập. Sập cái gì? Cấm lậu chứ. Đó. Quấn ngay chỗ đó nữa. Một cục cái đó luôn á. Cái chạy hả? Không, cái cạn chưa hết rồi. Cũng không chạy lấy, mình cũng chưa hết tùng. Bây giờ tao có tùng rồi nữa. Sao? Ủa, kéo lên cái lóc ba ký lên nhỏ lên cái tôm không chứ toàn luôn á. Tôm chắc chạy cho nhỏ ba mà. Chắc là chị đi. Chính một chị đi rồi. Dính cỏ, dính cỏ rồi. Dính cỏ rồi. Dính cỏ rồi. Cỏ rồi. Không chị lên với cá đậu phong thức á. Ủa, nhau luôn. Cái sặc đó. Dính chị không có cái sặc như chị. Hai con cá sặc nhỏ đó nhiều lắm. Hai ba con cá sặc. Hai ba con cá sặc anh sẽ cho em bốn con cá sặc. Lên 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 lên. Rồi đi chài nha bạn. Nói chung thì giờ này cũng đã chiều nha bạn. Anh em mình sẽ dẫn tất cả bạn cùng đi kiếm ít cá về làm bữa ăn tối nha bạn. Đây. Được quăng xuống cái được mấy con cá sặc nha bạn. Đi chồi đi lùi cá sặc. Anh cho em con. Đây, cá sặc này. Đó. Sao nó xuống hầm luôn á. Hầm tèm. Nó ít gì hả? Thôi bây giờ mình để cho lùng nó chạy cái nhẹ thôi nha bạn. Bây giờ mình đây mình sẽ kéo nha. Ok ok. Tại vì ông lùng không cần nói tao ba đời tao chạy cá. Ba đời nó bị chỉ. Ba đời tôi là bị chỉ nặng dữ đó. Ba đời nó bị chỉ để tới đời nó bị bố. Vô xuống. Bây giờ anh em mình sẽ xuống kéo để kiếm mớ cá về làm bữa ăn tối nha bạn. Thôi. Đấy lại đây nè lùng. Đánh dạy dạy cho mày cái kia. Nó như phơm vô. Anh em mình ốp cái này thử coi em bạn. Nó có gì không đây không nữa nè. Nó có quỷ sướng không đây quá.
Ông mua vàng con nào ấy, ghé hả? Ông nha. Nghịch dưới luôn. Ông nghịch dưới chân thật. Nghịch dưới nha. Bà đây cho nó nghịch bình đi cho nó được bình hết á. Không, mình gom mình nghịch luôn á. Hả? Nghịch luôn á. Không chứ nó có chứ không á. Có không? Có. Ở cái vụ mà kia được chứ ta. Để mà nó hết rồi. Đó, trời, hiểu lầm luôn. Trời hư. Không? Có cái tôm hả? Tôm. Nó hả? Nè. Ừ. Mà không biết cái gì thôi. Đây nè. Tôi sát bờ nha. Ờ, sát bờ nha. Ủa, cá đâm nè, con cá đi. Đó rồi, quá rồi. Lên rồi. Luôn luôn. Tôi sát ngán luôn nha. Gịch, gịch cho nó sát luôn thôi. À, bây giờ, nghe nè. Gịch vô trường, cho sát mé đi. Từ từ, tính làm sao? Bỏ xuống. Nó hết một bịch ra đi, cái mình bỏ cái bí chì xuống. Cái mình lặn lặn bí chì cho ngon lành rồi kéo lên. Rồi đi lên, đi lên. Bỏ bí chì sát cho mấy bạn. Đi lên, đi lên, đi lên. Cậu dính chạy không nha? Trời luôn rồi. Trong vụ nhiều lắm. Ừ. Cái sặc không nha, cái nhỏ nhỏ mà nha. Có cái gì mình xào cả lấy luôn. Uống cá bự. Ờ. Trời lên con nữa. Cái gì vậy? Dạ bố. Chúng anh năm mùa anh đẹp trai dễ thương chưa?
giống anh xin về em xeo máy thôi nha. Yêu em lòng say suốt đời. Làm gì lộn? Rồi kéo cho ông lại chứ. Để chân cà cá ta càng làm không nổi chứ cơ vậy. Sao? Yên vậy sao? Mình ông già con nào nói vậy nè. Đậu khổng mập mà lội thịt luôn á. Kéo họ cái biết chị sao xẹo cái da chân toan luôn á. Họ biết chị lên trước, biết chị lên sau á, bú luôn nè. Ông còn khách bạn nào ăn luôn á. Cá nhóc giận nha, đụng cá nhỏ nhóc luôn. Thiệt. Đó. Nãy đụng cá nhỏ nhóc luôn á. Dục lên à, bên bờ đi. Đâu không đâu, trong đây có con cá đâu trời. Nó chui vô quần cho nó nè. Bắt cá trong cái chày nè. Làm con chà bá luôn mà. Lên. Nó sặc con chà bá lửa luôn mà. Con này khắc lá chà bá luôn nè. Ủa. Vào to nha bạn. Tại cá sặc trong đây nhiều. Để thao. Ủa. Ôi. Đầm liễm nguyên bài chứ nè. Ngon ngon ngon. Cô lý con cá không được bự nha bạn. Chày đầu tiên mà vậy là ngon lắm. Có đồng nữa nè. Kéo đầu tiên. Ừ, cái sặc chà bá. Mình làm thân ra cầm làm cái chài nè. Bỡ nhẹ vậy. Ăn nhiều cái sặc này ăn ngon đó nha bạn. Vô ra rồi. Ê đúng ý ông luôn rồi. Đúng luôn. Cái gì mắm tỏi ớt chiên. Chiên mắm tỏi ớt là bá cháy một chén. Chiên giòn mắm tỏi ớt luôn. Làm như ông có gì? Có linh tính hay gì ta? Có linh cảm mà là tối nay mình sẽ ăn cá chiên tươi với mắm tỏi ớt cái trời. Cái sặc này chiên giòn mắm tỏi ớt luôn. Ngon luôn. Cây gì cái mạt đây ta? Tép nhóc chưa ngựa. Đó. Đặc lát luôn nè. Qua đã. Đúng luôn nè. Trời. Chừng có mua vàng con khủng lộ không nè. Chừng 50 con há lát gì mình lấy cái há lát mình nấu ăn chua luôn. Làm chả đúng không? Cái chả đó. Chứ chả mua 50 con. Đúng rồi. Thèm đi chạy. Không có làm như là cái bắt dây lại đi. Đi nãy có đụng cá lục kiến nhỏ nữa. Sạc quá trời thằng à. Ủa cái cô động chà bá nữa. Ủa cái cô mày. Sạc nữa nè. Ồ tính ra kéo cô Lý vậy ta. Bây giờ mình chưa kéo luôn á. Mới ốp à. Mới ốp rồi đó, chưa đấy. Kéo đó. Chưa kéo rồi đó. Bữa nay ta đâu mồi nữa không mọi người. Xem mồi nữa không? Lát kéo hình như coi chừng có cách. Kéo lại tới lưới ăn luôn đi. Kéo gì cái mẹ hả? Tới lưới ăn luôn. Đâu, không kéo tới đó chắc nuốt luôn đó đại ca. Có nếu mà giặt đàng hoàng vũ đàng hoàng kéo nha bạn. Đây thì cái chài ốp đầu tiên anh em mình được mớ cá nha bạn. Ồ cái sặc ngon không quá đã. Cái sạc lắm luôn. Sạc lên. Chị lòng là không bê lắm. Mày ăn gà mà không cho ta nó gọi luôn nhé. Cái sạc có bự. Thèm. Cái nhỏ có không? Ê, nước cái sạc rồi. Thánh thật là bạc già luôn nữa chứ. Không có gì không mà. Đậu, hụ cái sạc của nó đấy, dẹp tay hả? Cái mấy cái chà bạc kia. Sạc không? Minh mà trời cái sạc dẹp ngon. Nước lập luôn. Nhấp luôn. Bữa này bỏ ai ăn đâu? Ủa đúng. Đi vào với bạn bên đây nè, mình kéo ngay cái mương cá sặc nè. Bật da nè. Bốn thằng đi lùa cá sặc. Thế hả? Đúng rồi. Còn với tới. Còn với phim nó lắc. Ngon. Ơi!
hơn cái hát lát. Ủa Phộng, anh lấy vú, tôi đánh nó vô liền không? Mà tôi lấy vú, tôi thấy bụng không không à? Nãy giờ thấy vú nó đánh vô liền. Ôi nó dạ dạt vô mé không nô? Thì nó dạt quá, tao chưa đập vô mé. Trời ơi trời. Cái gì vậy? Quá trời cá luôn. Mình không nổi. Tao đọc anh xí á. Gì anh cơ bà khí á. Không có mé làm gì trời. Mấy cá nằm sắp dưới rồi anh Tùng ơi. Thì thường thường nó nằm dưới đây nè, cá có chạy nó đâm nữa nè. Xuống nữa. Tàu kiến. Tàu kiến. Tàu kiến. Mà... có đợi không có. Thường thường nó quay cái cá có chạy nó xuống dưới thình. Chính chị đi, tôi không phải dạng. Có được con gì không anh? Sặc vậy con. Ừ, sặc. Cá lầu kiến. Phải có đợi không có. Bồn cho chắc chấu mà. Tiếp tục, tiếp tục của phần này. Thế hả? Không có sạc này mà mình thích ăn cái này bạn. Vì thịt ngon thịt nhiều nha. Thịt lù luôn á. Thịt mới cái sạc con lâu kiến. Vụ tay cái ơi. Cái nó sạc lửa không à? Ừ. Cái cổ vậy. Cái cổ thì mình làm lại từ đầu cái gì đâu. Ừ. Mình quay lại từ nơi bắt đầu. Thà là bò đi hết luôn. Ừ. Tao đi bộ từ tình tình luôn. Dữ vậy sao? Dữ. Sao không có cá chê 3-4 kg trời. Chưa hết. Ừ. Rồi vô kéo cái lưới vô. Được luôn kìa. Chưa vô. Nằm ở trên chứ kéo vô. Rồi hạ xuống luôn. Nằm ở dấu không? Nằm ở trên chứ kéo vô. Rồi đó. Rồi chạy xuống luôn kìa. Nó hỏng mà. Rồi đó. Ngon rồi đó. Ủa, hỏng cái này thúng già luôn rồi. Thúng già đừng ba con cái sạc nha. Thấy không? Ừ. Mà chưa nói hết mà, thúng già mà đừng ba cái sạc mà thúng già vậy. Không có cái thúng già được không? Kiếm gì đây hả? Kiếm gì vậy? Màu sao? Lặn đâu trong lưới ụ đồ trời. Dớm luôn. Ổng không lặn đâu trong lưới ụ. Ôi, cái sạc nhông luôn. Lặn đâu trong lưới ụ đồ trong à. Kéo đi, kéo đi. Cái sạc nhông luôn. Thì tao đang kéo mà. Kéo đi cái nguồn bằng kia luôn. Lặn xuống trong lưới ụ đồ trong á. Cái sạc kéo mặt không? Dạ. Quý tính không á? Quý tính. Trời, cái mặt nó là quý tính rồi. Cái ngô bự. Bự không? Mày không? Bằng bằng tay xe không? Bằng bằng dao. Đó, cái đó bằng bằng tay xe đó. Ôi, Long Phi. Phi, nó cái gu. Giống mấy cá gương. Cá gương là cái gương đồng. Tưởng nó cái gương đồng. Lên cái gương Phi là bằng gù. Xin giống mấy cá gương. Quấn thì chạy thằng cầm cầm cái đuôi rồi. Suy nghĩ đâu, xanh tưởng cá gương đồng. Lên luôn à. Ờ. Wow, cái sạc giống luôn, cái sạc giống thật á. Tốt, tốt, tốt. Cái sạc bạch vàng đây nè. Giống đập thủy điện chứ hả? Quá trời xình, ba cái bận. Ơ, nói nghe nè. Hả? Mình chiên tươi, cái này ăn ngon lành gì bỏ đi. Cái hả? Cái ô phi nè. Dữ vậy sao? Bữa nay trời lớn này thiệt cũng bỏ luôn. Mình ăn cái sạc không được. Được. Mình ăn cái sạc không đi. Bỏ cái dở liền luôn đi. Dạ lắm, cái Huy nó cứu mạng mấy hôm dài. Ổng ngại cứu mạng, bữa nay mến tha nó nè. Ổng ngại cứu mạng em mình nè. Tha vô cái chảo á. Đúng rồi. Tha dầu vô cái chảo rồi chiên đó. Ok. Tha mà tha dầu vô cái chảo rồi tôi chiên nó luôn. Ở đâu có đường. Ủa. Ủa đậu xanh nó nằm cái túi bên kia. Xin nhé tay em bẩn hả. Quá sức tưởng tượng rồi. Con giò nái đạp nhỏ ít lắm. Quá sức tưởng tượng cho cái chạy này ơi. Dục tay cái ơi. Dục nó sạc cái chân chạy. Dục nó đụng nóc chứ mà. Dục tay được không anh? Được.
Ui, có phi ngon nè. Nó đụng nóc rồi đã. Đụng nóc cái đẹp ghê vậy. Đó, tôi đạp nó bún bún luôn á. Trời ơi, gì cái lưới có hai cái sắt gì không lầm vậy. Cái gì mà nhóc anh đụ vậy hả? Nè, đạp tôi này kéo lại nè. Ông cậu biết kia kéo kìa. Bảo chung cười. Người ta làm ta kịp cười á. Bảo chung cười vậy mà. Tôi kêu cười vậy là cười á đó. Chuyên gia intro không? Ừ. Bảo chung cười. Đâu có con luôn. Rồi cười. Không có đồng nào luôn. Không có đồng nào luôn. Ô ra ngoài anh em mình kéo quận hay quận đi bạn, kiếm mấy cái anh nãy giờ cũng có rồi nhưng mà chưa đủ mấy anh em mình nhai nha. Ra chứ chứa thúi để chạch đi làm ví dụ nha. Đâu xe chắc này mà có ai nghe người tặng chiếc vớ đeo vô cái cứ khừ luôn. Chạy giống bắt phịch phịch chứ hả? Dìa má. Ủa mà không lạnh chứ chứa hả? Để chậu lạnh có cá. Đó, không đổ. Ờ, con chia mén bay, tao chụp có dính liền không coi. Ừ. Chụp. Ra mấy đứa con. Ra ra ra. Nào, ông chụp chụp dính con chim này. Đó. Đập. 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 Về thắt gà thắt gác rồi lấy làm bữa cơm tối ngon ngon rồi. Gà cho mày nhé. Rồi gác nãy gì? Rồi gác. Kéo mày sao mà xin dưới thằng trời. Nhưng mà có đụng có con hay con rồi. Hả? Tắt rồi, tắt rồi, tắt rồi. Không đưa anh. Tao con dạo á. Mút cái gì cái đi. Có con gì nó chạy nó xịn không nhở? Có, nãy cũng có sạc. Ờ có con. Ờ đây rồi. Đâu Huy. Huy. Thôi thả không nữa. Thả thêm. Đang uống. Nè, con cá sạc. Mấy con cá sạc. Được con hai ba con cá sạc. Kéo một lần chọc nữa, rồi đắng nữa rồi. Ba bốn con cá sạc. Con Huy rồi cũng được. Hai ba con cá sạc. Ăn cho em. Năm con, sáu con cá sạc luôn chứ. Nè, 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 đếm này thôi, bốn năm con nè. Đây, đi chị. Quá trời cá sạc. Đó là kìa. Ủa sao đi con luôn, cái trăm con, cái dạng con, ô thành giáo con luôn rồi. Cười, cười, cười. Giống anh là ông lão đánh cá này còn cá vàng chứ. Thả này nó cho ba đứa ướt mày. À, đứa đầu tiên ướt gì không? Ướt mình. Đầu tiên ướt mình sao? Đứa hai ướt đầu. Đứa hai ướt đầu. Thả nha. Ồ, cá sặc ngon quá, mình thích ăn cá sặc này lắm. Ngon luôn hả? Cá sặc chiên. Cá sặc này các bạn mặn nha ha, mà cắt cái đầu một cái. Trời ơi, trời, thịt các bạn thấy hai bên nó dìm bịch không? Ủa? Từ ngày tôi thấy ông ăn có mặn đâu. Thì hả? Ông cắn cái đầu cái ông kéo của mình ra, ông nuốt. Cá chai đang đùa hả? Trời ơi. Dữ vậy sao? Trời, ông có dốc nữa, từ ngày ăn da te. Dạo vậy chứ. Thôi làm bán lưới nữa, anh em mình đi dài giờ nha bạn. Tại từ đây giờ tới cái cầu của anh em mình cũng hơi xa nha. Có nhiều anh em ăn nhiều bạn, tại còn mới hết nữa. Anh em mình về hái bạn mới rau thôi, làm cơm nha. Nhảy nè, đậu hỏng á. Nhảy cái nào? Nhảy cái nào? Mày thấy bàn tay Phật ở đây không? Tại vì hôm nay là bữa nay nữa, bữa thứ ba anh em mình ăn toàn cá nha bạn. Bởi giờ gặp cá anh em mình nói chung nó cũng hơi nhẹ nhẹ, hơi ngán nha. Bởi giờ anh em bắt vừa đủ ăn thôi, sợ nhiều quá cái ăn không hết cái bỏ tội nha bạn. Cá bạn lưới thôi. Tại sao ông ăn cá mà không ngán, mà ông bắt cá hai tay là không ngán? Ai bắt hai tay? Thì ông nội ai bắt hai tay? Ông bắt hai tay không đó. Con này có bịt cá. Trời ơi trời. Có trước bắt hai tay không mới chạy. Có thể ông nội sư phụ. Cái này đôi khi phải không? Đây khi gã phải không? Đây khi gã nghe đâu cái mấy. Lấy tay luôn cái đậu. Ồ đậu không bắt cá hai tay chứ con tay nào. Ôi cơm nặng nữa rồi đậu xì. Đâu kia mi. Đâu kia mi chứ trời. Cá trong lưới rồi miếng bắt lên bắt. Đồ kia mi. Con
Mấy thôi một phát nữa đi lên. Có không? Dạ. Mưa luôn. Em sao mưa luôn? Xin lỗi các bạn đã đi rồi. Ủa đi vô giữa dài chạy. Đâu đâu. Ô. Hiểu lầm. Cũng được, cũng được. Hiểu lầm hết em. Bởi làm sao mà nó thoát được công lão đánh cá. Ông lạ thoát làm sao trời mưa tới. Đây được cô quy cho bạn. Nghĩa ra cái bức gì chết. Ôi, ôi, nghĩa luôn quá. Không nghĩa đâu. Rồi, mở lên kéo tay phải không? Ở lên lấy cái ba lô kìa. Đồng ra. Gửi rồi, gửi rồi đây cây. Bỏ xuống đi vợ. Rồi, rồi mèn tơi đi. Mèn tơi luôn gì mà không bố vô đại ca. Cú báo gì trời. Không có bao vậy mà không có cú báo lên đây buồn chết á. Ủa không có cái con bi người ta bật chứ trời là làm đấy rồi. Rồi leo lôi 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 có cũng về luôn á. Ừ, con mắt con quỷ kìa ông nội. Gì đó. Hai con mắt. Mắt kiến. Con quỷ đang đeo mắt kiến. Con gì già. Rồi nó tới ông chuyện tôi rồi sao ơi. Đó 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 đó. Là đại với bác sinh nữa không? Đó 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 đó. Con mặt quỷ dài. Có là đại với bác sinh không? Thấy nó khi ra bị ghé. Bỏ chạy luôn ok. Đâu vừa bỏ xuống rồi lợi ra thôi chạy luôn. Ây sao chồng quá. Gì á? Gì vậy trời? Đó mà mà kêu tới công chuyện thì được. Lâu biết cái xấu hình người hay vậy? Gì mà ông la dữ thằng vậy? Tại xui vậy. Tại xui vậy. Có con cá bự sao á? Có không? Có. Đúng do tại mày. Ui tính đâu á. Mà không biết ông ta để còn nguyên không biết. Hình như có con cá lục kiến kìa. Mà không biết thôi. Thấy đụng đau đau mà không biết phải. Biết cá lục kiến đâu chạy. Trời. Có con cá xinh quá mặt chẳng mà. Con cá ui bự. Y cư y cư y cư. Không có con cá ui mini chứ không bự nha. Dũng thế này. Thôi lên lên em ơi. Lên. Bây giờ đó là anh em mình đủ sỉnh rồi nè. Cá đụng gì vậy? Cá đụng cái chữ gì? Thôi, cái thằng đấy mà. Nhiều lắm. Ôi. Nhiều lắm nhiều quá. Hai ba con. Kìa. Hai ba con cá sặc. Nhiều lắm. Từ từ. Đi chơi 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 chơi. Nè đó, nó con cá lóc kia rồi không? Trời ơi, nó bự vậy. Nó bự cái sao tôi cũng lộ vậy. Đi chơi chơi. Béo béo rồi. Đó, chỗ cái chạy này cũng cũng bộn vậy bạn, cũng được mua mới nha. Cá sặc với goofy. Thôi bây giờ anh em mình gỡ cá xong anh em mình đi dài về chầu nha bạn. Để kiếm rau vậy anh em mình hái để nấu canh với hến nha. Chứ chắc này mưa cũng lây bay rồi. Để anh em mình tranh thủ lộ về cho để trò mua anh em nữa nha bạn. Đây bây giờ anh em mình hái bậy mớ rau dịu này hồi về mình nấu canh với hến nha bạn. Ủa rau chó đái mà. Thích thèm. Rau dịu hay rau điệu? Nghe nói rau dịu không trời. Phải không? Phải không? Mẫu sốt khoái. Có mới thử người ta thử không? Rồi không lấy dâu dâu không dịu không ha, nó không dịu vàng sao được trời. Đây. Hái dài đi ông nội ơi. Dâu dịu vàng. Ngắn luôn hả? Chọc non thôi. Ông này ông ăn mà lãng phí với trời. Trời ơi trời. Ông để biết mưa chiều đang cho bò cào cào nó ăn không? Phải không ba? Phải không ba? Nó mà, phải không dịu ba? Nó mà. Dịu với gì đủ hồi đó hái cho dế ăn này trời. Hồi đó tôi cho ăn ba cái kia không nha. Con gì? Rau trai. Có rau trai nữa không anh? Cho ăn rau sam không nha. Cái rau gì? Rau sam. Rau sam á. Rồi sam rau sam ta. Không lá ừ lá gì vậy? Là phải rau sam không? Mà phải rau sam không? Nhỏ nhỏ đúng không? Không. Nó thấy cho rau sam. Không, tính không? Thấy bà thấy rau dịu không? Không biết. Ừ, hỏi tới là không biết là chắc cú à. Vậy. Thôi bây giờ anh em mình tranh thủ hái bạn mới ra các bạn. Tranh thủ về trò sinh tồn của anh em mình nha. Các bạn thì anh em mình cũng về tới chòi cá mắm anh em mình cũng ăn sạch nha. Thì cu đen với cu lùng đang rửa hến dưới cái mương đó nha các bạn. Đây bây giờ cá này mình sẽ chiên tươi, hồi mình sẽ chấm nước mắm chua ngọt nha. Hến thì mình sẽ nấu canh với rau dịu. Tụi tôi mà lát cái áo đâu chạy ra lại nha. Ok. Đây giờ mình chiên cá nha các bạn. Lát cá hả?
Còn mấy con cá ống kia là bùm đi trước đi. Dũng người ta hết cái sạch luôn rồi. Nữa đi, nữa đi. Chưa ban điều cái đó phán. Mau mạnh vô đi mình. Chưa ban điều cái đó đi. Quá trời cá sạch luôn nha bạn. Mà thao chảo luôn. Chảo luôn nữa. Chảo cái sạch luôn. Vô khi chưa tính mà cái cá sạch không một mặt dạ luôn nè. Đúng ý con rồi đó. Đúng ý luôn bữa nay mà đêm cuối cùng mà anh em mình ăn được trời ơi vậy nè vậy hả là đêm cuối cùng chúng tồn sao đó đêm cuối cùng đêm cuối cùng chúng tồn trời tối hôi sao chót mày dứt mạnh với văn ngoài chứ vậy đúng không đúng mình đang dứt văn ngoài các bạn dứt nhẹ nhẹ tay thôi dứt văn ngoài vậy trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi cái đầu cơm nóng rồi nhẹ ơi cơm 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 chín rồi ai chụp lửa vô không biết ai nữa rồi luôn cháy luôn đó tụi tao không biết nha nãy tao không chậm mà có cơm cháy xong xia luôn không mình cái này chưa tới mẻ hai các bạn ừ quá đã một mẻ cá sặc tươi chiên tươi nha bạn có cái gô đúng em anh có luôn mang đều đều ra nhá ừ sôi liền không đây chiên cá thì bên đây mình cũng luộc hến luôn nha bạn đây nước sôi rồi mình sẽ cho một nhúm muối vô nha ừ nhúm muối thôi nha nhúm muối thôi đây cái mình lấy cái dĩa này nha bạn cái mình xuống cái này nè cái chén được không không cái dĩa mới được nó buộc cái dĩa thôi ừ cái dĩa mới được cái tay là không được luôn cái tay đâu được cái dĩa mới được đây đổ vô nha bạn ồ cá không được luôn bậy lại hết ngon liền hết ngon phải cái dĩa mới được rồi dở luôn ồ này không biết làm mà ông ơi mà xuất vào không hả xuất vào không giáo còn hơi xíu rồi. Ừ. Làm dở của ta luôn. Rồi cái mình đóng nắp lại nha bạn. Ừ, chút xíu nó sẽ bịt lên nha. Bữa nay anh em mình không có vớt nha bạn, ta đâu có đồ đâu vớt. Mình lụm. Lụm ra. Không mà lụm như cu lụm đậu vậy á. Cu hả? Đúng đúng đúng. Ông mà con cu. Tại con cọp đó, con ngói. Ông còn chim heo á. Mình bỏ chim heo thêm. Chứ con gì? Mẹ ta xui ta nói như chim heo. Quá như chim heo. Chim heo vậy. Thôi bây giờ anh em mình để anh em mình luộc dẹm luộc hến nha bạn. Cái nồi hến mình đã sôi bạn, mình sẽ vớt cái bọt này mình bỏ nha. Tại cái nước nó hồi nó để lóng xuống mình nấu canh nha bạn. Để lại đi ông trời. Để lại đi hốt ra luôn. Khoan cho cái bả xịt lửa. Lát là mình rửa hết. Xịt lửa vớt ba cái bọt nước ra để xịt này nó bớt nè. Để hồi nó mình cho nó lóng để nó dơ. Ba cái bọt dơ nó phịch lên nè. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra để mình rửa hết. Trời nó mập bút cục đi. Mập. Đưa gỏi vô hến nước. Đó. Ồ hến mập nhẹ tay hả? Ngon ha. Ngon ngon ghê luôn. Tính ra có cái đầu vớt là vớt má cháy mà chết. Nè đầu vớt nè. Đâu dữ hả? Vớt gì nguyên con chứ. Thì cái giá mà đang vớt nè. Là cái đầu vớt. Cái đầu bốc còn hốt. Ồ cái nước này một hồi nữa là nấu canh là chùm phẻn ngọt cho bạn. Các bạn coi nó nổi lên chưa? Ăn là hàng mặt tử luôn á. Nổi lên đó. Ừ nổi lên đó, về về đó. Ngon quá mẹ. Cô Lý ơi, ba đầu quỷ. Bữa nay cái nồi canh này là các bạn là ngon hơn là ngọt hơn canh tép nữa các bạn. Đâu báo ngọt ngà. Trời ơi nóng cái gì hù nhé vậy có thiệt con bịt ca. Nãy ông cho vô bằng gì giờ ông vớt bằng cái đó đi. Không có. Còn cái vỗ nào mà nó bể. Đẹp chứ hả. Ủa nó nổi phình phình nữa không. Ok. Thịt hết á. Ủa nó phình lên kia các bạn hả. Ai. Ngon quá ngon. Trời cái chảo chiên này rồi hồi tôi lật lại một cái mà đã dữ nữa nè. Nguyên lên về luôn nè. Rồi cái thịt hến này mình để đi mình để vô thêm luôn hồi nổi nữa. Rồi, đưa đi fan. Mình vô tiếp nha bạn. Lừa bỏ vô miệng không? Ok. Đúng rồi. Đâm cái muối đi luôn ơi. Hết luôn trời ơi. Hết luôn. Hết anh em mình giọng từ mà hồi trưa tới giờ các bạn giờ nó sạch bon luôn. Trời sao? Rửa lá hoa luôn. Trời ơi sao? Nguyên dĩ đúng không? Nguyên dĩ luôn nè. Không hết này đây, mày xuống bậy không à. Trời lớn vậy. Là phải tràn nước ra ngoài. Ờ nước ngọt đó trời. Cá cũng chín nha bạn, một về luôn, quá đã. Quá dữ luôn. Tới công chuyện rồi quý vị ơi. Bây giờ ông có tin tưởng đúng không? Tin. Tin chứ. Tin. Trời ơi. Ơi nhựa. Tin tưởng. Giống mấy thằng ba. Phải tin tưởng. Tôi sợ nó hất mạnh cái nó bay dữ nuốt luôn. Ồ, một dĩ cá luôn nha bạn, quá đã. Ngon lành canh đầu, chiên tươi. Rồi mày bỏ cái cá vô chiên đi, tao lấy cái gỗ đó, tao đổ hết này luôn. Cũng sôi này nữa nè. Sao đâu? Mở miệng chân nè. Ồ, chạm hả? Chạm. Gì? Ông nội cũng nữa. Giờ này xí răng nữa hả? Ừ. Trời ơi, canh thôi. Ồ, tôn rõ không quá. Tập nghe nấu canh mà. Nấu canh với dao dịu với gõ hết. Ok. Chắc là... ăn đây ăn ngon miệng được chứ gì đâu. Lột không còn có hết nào luôn. Chủ yếu là mình ăn nước hết thôi chứ mình đâu cần hết. Nhìn thấy không? Ngon bán nguyên con luôn không? Đúng không? Gà đít luôn. Đâu ngon ha ngon ha ngon. Mình té. Ok. Đầu máu không? Gì đâu mà dữ như sao vậy?
Trời ơi, chuẩn bị này vô đây đang còn cái này đổ nước ra. Rồi, nó lóng nổ canh luôn. Rồi hến đây nó cũng đã chín nữa nha bạn. Giờ mình sẽ đổ ra để mình lấy ruột hến cho nó hết rồi mình luộc thêm mẻ nữa nha bạn. Có cái gõ nào bự hơn gõ này không? Có, dẻo là bự nhất rồi. Bự hơn. Gõ này ít cho nhỏ quá ha. Nó nóng không? Trời ơi, mà nó hơi nóng ghê. Trời ơi. Trời ơi. Ủa trời ơi. Trời. Quá ruột không? Hồi chút xíu tôi quýnh lộn nữa. Cái gì? Quay qua hồi còn có vỏ không chắc hồi có chuyện á. Trời ơi, em làm bạn mẹ cuối rồi. Được dĩa rồi. Đây là nhiều lắm rồi đó. Đang nó bụng nên đây, đổ nước vô đây mình luộc thêm còn một mẻ nữa nha bạn. Cái nồi này là cái nước mà mình luộc dẹm mình để cho lắng rồi mình lấy lại nấu canh nha bạn. Đây là hến nè, anh em mình luộc được bao nhiêu nha. Giờ vô luôn nha. Wow, nhức cái nách. Trời còn kẹt luôn. Lòng luôn. Vì đó cũng 300-400 gram á. Ký gửi rồi. 7 cái gì 5 số ký ta đó. Ghê à. 5 số ký vỏ. Đây bây giờ mình vô dâu diệu nấu canh nha bạn. Dâu diệu hay gao điệu? Dâu diệu. Dịu vàng trên tết tết á. Họ xẹp xuống. Hến mà nấu gao diệu nó mát nữa. Rồi xong. Mà ai bụng mà ống sinh. Tao nghĩ chắc không mát đâu. Hàng luôn á. Hàng ăn tử đúng không? Bây giờ mình nêm vô nha bạn. Tại vì nãy mình chỉ có dằn muối khi mình luộc hến nè. Giờ nêm nha. Đây hạt nêm. Một miếng bột ngọt. Còn hủ tiêu cũng vừa nêm lắm chứ không? Nêm. Đường. Tính ra tép bở là vô dụng rồi đó. Tại vì cái này là mình không có nêm muối nha. Nãy muối rồi nha bạn. Đây cái nồi canh hến của anh em mình quá tuyệt hảo bạn. Trời ơi. Giống trời. Súp vậy trời. Nó ngọt thì ô nhé luôn. Cái nước hến nó ra mà thêm ba cái ruột hến nữa còn gì bằng các bạn ơi. Gặp dao diệu đồng nữa tới không chuyện rồi. Đây bây giờ mình cho hành lá vô nha. Ngon quá quý vị ơi. Tiêu nữa. Quánh vô miếng tiêu nha bạn. Bữa cơm tối nay anh em mình lên sàn luôn rồi. Rồi ngon lành nha. Rồi bây giờ để anh em mình nhắc canh xuống chứ dọn cơm ra để cúng ông bà đất đai cái. Rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng ăn cơm tối với anh em mình nha. Các bạn ơi, thì anh em mình cũng vừa cúng cơm cho ông bà đất đai xong nha bạn. Thì bữa cơm đêm nay là cuối clip sinh tồn của anh em mình nha bạn. Thì ngủ hết đêm nay, sáng ngày mai anh em mình về lại nhà nha. Thôi mời tất cả các bạn cùng dùng cơm tối với anh em nha. Thì cá chiên nha bạn, cá chiên tươi chấm với nước mắm mà tỏi ớt chua ngọt nha. Đây có cái nồi canh dao diệu dưa hến nha bạn. Trời ơi. Canh tươi mát nha bạn. Mát luôn, tối nay ngủ mà ngủ một lòng luôn. Tụi nó. Thôi mời tất cả bạn dùng cơm tối với mấy anh em mình nha. Thì sinh tồn thì anh em mình bắt được cá nên mời tất cả bạn ăn cá, các bạn đừng ngán mà tội nghiệp anh em mình nha bạn. Ngọt nha. Mời tất cả bạn nha. Cái này sinh tồn là thiếu món cá kho quẹt đó. Thiếu chất mỡ gỏng á. Trời ơi. Cứ liền. Nhà này nhớ liền cái gì? Họ đưa cho ông không tích mỡ ra mình đi. Bình hôm qua cho tích mỡ rồi đó. Mới tặng đi tích mỡ rồi gì nữa. Ở phải có khô mới ngon. Tối nay tôi đang ngủ mà lật cái hũ tới mỏi này mà ăn đi. Ngồi nghe ống nhách được rồi. Là đi kiếm chỗ nó chạy không kịp luôn á. Đúng luôn, quỷ luôn chắc nuốt luôn á. Nó còn cái sạch coi mời tất cả các bạn nha. Đã ha. Thì mình lúc nào. Ơi. Tương lai. Mấy thằng chỉ chứ à. Có mấy chấm như hai thằng chấm mà chưa có bị gì tao không chấm mà bị à. Trong thì hồi nó lấy mấy cái áo giờ anh em mình lau lại là anh em mình ngủ bình thường nha bạn. Thôi đừng để em đi. Vấn đề là nước chấm. Rồi còn nguyên tô mà còn hấp luôn hết rồi đang ăn rồi lỡ rồi biết sao đây, chấm vô cái mời tất cả bạn nha. Rồi đổ rồi Trang, để một chút đậu nữa cái đây là dạng Trang nó ngon luôn á. Thì cho ở trên dĩa thì cũng Trang, ở dưới mới bạc nhựa cũng Trang khẩm nữa ngon luôn chấm dưới luôn ai biết. Ai nó lém gì quen rồi. Da miếng bạc nhựa mà cũng sạch mà mình trả lớp vết sẫm thôi có đâu dơ. Con mùi đít. Ở cho nó ngồi từ hôm. Mùi bắt cây nhá. Có mùi gì nữa. Có mùi sừng non nữa. Một cá nhựa nữa anh em mình mạnh nha. Chính ra anh em mình. Ngu phi nha bạn. Đi ba ngày mà mình mấy ngậu lấy cái đầu nó cứ đít dễ. Đây mời các bạn ăn cái ngu phi chiên tươi chấm mắm chua ngọt nha. Có ông Thạm nè. Ok. Đậu xanh ổng không có tóc. Có mấy cọng leo que cũng trái đậu chứ không tóc gì trời. Đậu ta là đậu binh mà. Ông đi sinh tồn lần nào cũng đem cái lượt heo đây anh trái đậu chứ mà. Mày nói vậy là động phạm nữa. Bảo nè. Nhờ mày động phạm những người mà ít tóc tao phải không? Ông mà ít tóc. Ôi ta tại ông cắt tóc luôn. Tao ít tóc cái gì? Ông mà ít. Tao không ít hả? Đúng rồi ông mà ít. Mày giống xuống cu luôn nữa chứ chi mà ít tóc ít thèm nha.
tóc bây giờ như ổ hoài vậy. Mỗi khi mà trong lũ nóng lên tóc nó sựng lên giống như sung cu nữa. Nó da cấp 4 không? Rồi hả? Thôi, chưa da da rồi. 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 Cảm ơn vô cô á. Rồi hả? Cảm ơn ăn bô á. Ăn canh mạnh vô anh em quá rồi, trời hết nổi liều biều quá kìa. Công sức anh em mình sáng màu đó. Là cái nước nó, cái giao diện nó ra nó vậy chứ không phải là sình nha. Từ nãy mình đã để lóng xuống rồi mình mới lấy cái nước mặt trên mình nấu canh. Lóng lâu lắm luôn á. Con con con. Thánh này là phải vớt mới được. Chứ gấp không đủ không có được. Gấp lặng con đi nào là trong con thôi. Tao chạy ra mà tiệm hủ tiếu là mượn cái đồ lượng hủ tiếu bả đó. Cái đồ mà đụng hủ tiếu á. Đụng hủ tiếu á. Vô mời các bạn nha các bạn. Con cá mấy mẹ ơi. Có nhiều nha. Bữa nay nhiều lắm luôn á, hồi bỏ mứa nha. Mẹ bỏ đi dĩa cá này nè, cho dạng như lộn gấp dễ mà. Tao mà cũng dễ luôn à, thấy không? Đó, tôi cứ yên tâm. Dễ khéo cái chảo qua. Tay nó dài lắm. Ừ. Giờ này mấy anh em mình ai cũng dễ. Dễ rồi hả? Thôi đổi đi mắm sao, đổi tôm canh cái to này không giống. Trời ơi, có đỏ không? Thấm gần 3 ngày. Ăn ngon ghé mẹ à. Bữa nào cũng ngon không? Ừ, bữa nào cũng ngon chứ. Chúng này trời ơi. Wow. Gì hả? Ăn wow. Ngon rồi nè. Giáp cái chén rồi sao mà người ta ăn được. Vậy mới ngon. Vậy mới ngon. Giáp cái chén. Vậy sao cái kia ập vô mặt mày, bà lướt mặt mày nữa mày ăn được. Rất buồn ăn nữa. Ừ. Bậy nữa. Bậy nữa. Bậy nữa. Quá bậy. Ông mới bậy nữa. Bậy không? Đâu. Bậy ông biết cái cậu nó hết bỏng mày. Tao nói là nghe nè, tao đang nói là tao đang nói cái cục dâu cao miếng dâu câu, phải không? Ụp vô mặt mày thì cả từ nó hết dâu câu rồi. Có mày không có người nó bậy, chỉ có những người suy nghĩ bậy phải không? Đúng đúng. Tôi tưởng ông nói cái bánh xèo. Đúng 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 đúng. Chỉ thử là thử lòng nhẹ thôi. À, nó là cái bản tính mà nó bậy bạ ra này không phải không? Húp liền. Ừ. Phải húp đó. Cái quay lại nó húp nước dừa nha. Không lùng từ đó giọng ghê lắm. Muốn ăn mà gấp cho người. Đúng rồi. Nói giọng tụi nó nói luôn á. Tại ta đang thèm câu tao nói câu câu á, quay qua nói vô câu mà. Tự nhiên nước húp. Đổ lên câu câu nước vô húp. Mà thứ mà đổ một cái máng câu câu bằng bàn tay thè nè, mày ụp vô mặt mà coi thì cạp từ 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 thì nó giật chứ sao. Trời ơi. Bữa nay là ông giống lùng xuống. Bữa nay giống lùng, ông giống lùng lên cũng rồi. Hôm nay anh xuống kiếm ao trời. Quá ngon luôn rồi. Ngon vô mồi rồi. Đồ đó. Tương đồng có nội, thơm ngon. Chén ngon như thiếu 2 chén tôi với ông Bành Kỳ. Giống ừ. Bành dữ vậy. Giống Bành dữ vậy. Ông cho Bành nhân hán cho đầu cho giống cái Bành Kỳ vậy. Trên tờ dưới tấm. Ông bự hơn chén mày. Thì bự hơn. Bự giống bự dữ vậy. Khó rồi. Đó. Đó. Đó hay không? Bự đó. Mà các bạn vô giao diện nè. Ui biết giao diện luôn trời. Này mắc lắm nha ông anh. Thì không, bị tính rồi á. Ngủ tối có thể là gách quần nha. Đầu dữ vậy. Ai ngủ mà xé dữ vậy. Xé quần mà gách dữ hả? Được. Ngủ mà xé được. Con cột kéo. Ngủ rồi nè. Đủ cái muỗng đẹp gái vậy. Cái này cái giá ông xin. Dạ. Cái muỗng tôi cho cái muỗng đúng không? Làm bây chén canh nha bạn. Nước hơi xám xám nhưng mà rất ngọt. Là ngọt nha. Rồi ok. Ngon không? Thôi, mời bạn chén thứ hai nha. Giống mấy nhỏ vậy hả? Đó. Qua để tôi cơm kêu kêu một cái kêu qua bên mày mà. Thôi kệ mất dạy nữa mày ơi. Thôi 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 thôi. Ừ. Để cho dạy mất cái bờ. Thôi vừa vừa vậy là ăn mới ngon không nè. Múc mà không, bự quá đâu là không? Bao lâu rồi các bạn chưa ăn mà canh mà nấu với cái nước luộc hết mà. Ngon thiệt vời. Ừ. Trà tôi mày dữ lắm. Bạn vàng nó mới theo kiểu làm biến của nó. Đúng 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 đúng. Cái nước luộc hến hay vậy chứ nó rất là ngọt nha. Mà nấu với canh mà rau tập tàn nữa thôi. Đến hẹn này lên luôn. Rau dịu nó hơi nhẫn nhẫn ta. Đúng rồi. Mà ăn với cá chiên nó hòa quyện vô. Hòa quyện, đúng rồi. Thịt dậy mặt trời. Hòa quyện luôn hả? Hòa quyện. Làm bạn cá chấm nước mắm chua ngọt rồi. Hòa quyện rồi. Thôi mất. Thôi, để mình lập vô cái mặt đi để không thôi mấy ông nó hoài. Có gì tao thấy không trời. À cái này tao nói chuyện đàng hoàng nha, không có tao thấy nấu cái gì trên. Nói tao nói không trời. Mời các bạn nha các bạn. Làm khúc đuôi con cá lau kiến chấm chua ngọt cái. Đủ. Mời các bạn nha. Nên là nói chuyện ít nói. Ăn nguyên cơm lụm vô cái mặt mày.
Tao bẻ từ từ. Không, nó nhăn lộn ít nói mà, nói mở miệng ra, nói trên trên nói. Cái giấy cái gì vậy? Cái giấy nó xe xuống không à? Rồi thiệt không? Đây luôn rồi. Lòng ổng ghê lắm, đậu sao người ta có tủ đời rồi. Ít nói nhiều nói mình thấy mà. Mà tao có thấy. Ông bà thấy luôn chứ mình thấy gì. Ghê mà tao quỷ ba thấy sao? Chứ nữa. Nhà anh không có tóc luôn. Người ta hai thấy chịu không nổi rồi, ba thấy to quá. Trời ơi, có thằng bốn thấy luôn á. Người hả? Ngớ. Tóc mà ông quấn 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 ở đây cũng quấn. Gì hả? Có 11 thấy luôn, con khỉ nha. Ừ. Bà đang nói chó quắc hay vậy? Bọng nó lưng nguyên đường lưng xấy đó. Đúng vậy mà. Bọng mà xấy. Được không? Chó mấy dưới kìa. Không biết. Không, cái này có nồi canh hến này ngon rồi. Em à. Ngọt. Quá xịn luôn. Đố ông với chắc mì có bao nhiêu sợi? Mì hả? Cộng không? Bày. Thấy không? Không bày. Sợi mày ngọt mà nó quá 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 vòng 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 thành gói. Không, ba mấy sợi đó. Ba mấy sợi hả? Ba hai sợi. Ghê hả? Ghê hả? Ừ. Nếu hả? Nếu không hả? Nếu mày ba mấy sợi thèm. Lên bạn đọc á. Đầu lao mà nương. Cộng mẫu hả? Cúc mà mì người ta cắt ra phải không? Một cộng trời sọc nè. Nó nhiều lắm. Nhiều ra. Cộng hả? Nhiều cộng xuống vậy nè. Cái nó quấn 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 á hả? Nhiều cộng hả? Nhiều lắm. Sao tao hiện ăn có một đũa hết luôn đó. Cầm nè. Thầy có đũa đâu? Bóc hả? Bóc. Mới đầu cầm đũa quay vậy nè. Cầm đũa mà ăn không được. Ừ. Nó bóc, tại hiện bóc không à. Đầu nó cầm đũa nó ngoài 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 đúng không? Sao ngoài thò nó dở lên nó dài quá, nó ngứa nó ăn được, sao nó bực nó bỏ rồi nó bóc hai. Bóc không à. Ừ. Tại đằng đó da tao đóng mà. Rồi hả? Tại Hiên tao ốm nhất ông này. Tại Hiên bị béo phì hay gì? Rào đó khác là ốm mà. Bên Tại Hiên nhưng mà ông đóng nghe chưa bất giới. Tầm bậy nữa. Cái gì nữa? Tao dần xấu thiệt nhưng mà nó đóng phải đóng mỹ nữ tao mới đóng chứ phải bình nhện. Ghê hả? Phải muốn nhện nhện chứ hả? Ông phải đóng là nước nhỏ mà có khúc bên mà bể nhện mà khúc mà bể này thì tao tắm dưới mương mà dưới cái suối đó mà bất giới là coi không? Tắm chung luôn. Đuối cũng vậy nè. Nhện luôn tao đóng. Tôi nhìn có giống không nha? Nè, phải không? Đi đi không? Đậu không nói mà tao nó cãi nữa. Đừng đi tâm trùng ngồi. Ông cái gúng này tôi nhớ quen lắm. Đúng rồi. Gấu đen. Gấu đen. Em. Gấu đen vật tù quá bồi. Đen đâu mà uống trắng cho tao. Gấu đen. Cái nước mà ông bên nước đàn bà với beo gì nhện gì. Nước bà tao nước bà thèm nha mà giống nữ như quất kìa. À đóng nha bảy nhìn nhện mà tuy rằng nó xấu thiệt nhưng mà đóng như vậy đẹp tao mới đóng. Không trời hồi đó còn đẹp lắm. Ừ. Còn giờ hơi bị phát tướng. Đúng rồi. Là gốc cuộc là ông đóng con nhện nhện đúng không? Bảy yêu. Ừ, bảy yêu. Bảy yêu. Bảy yêu. Cảm giác đang rít á. Rít thơm. Em. Rít nhiều mắt lắm. Chín mắt. Mày sao chín đầu vậy? Sao chín đầu? Chín mắt. Sao chín đầu nè. Mà con thê có biết sao chín đầu không? Biết không? Hả không biết không? Chắc mày không biết đâu. Đúng 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 đúng. Mày vậy. Ông biết không? Hả? Ông biết không? Biết chứ. Mấy con thiên mà không biết sao đến đầu hơi dở luôn. Tao dính đầu mà đẹp sao á. Bắn cung gụng đầu này mặc một ghế trời. Ghế. Nó nó ở đâu? Trên núi không? Nó lấy vợ của thằng Thái Tử á. Vợ của Thái Tử nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Không biết giặt vợ của ông mà trong mã. Đúng rồi. Nó Thái Tử. Bạch Mã Ưng. Cái đó phải Thái Tử. Tao bu cái văn ghế hả? Long Tam Thái Tử đó. Cái đó là cái gì? Long Tam Thái Tử. Tam Thái Tử. Ừ, Long Tam Thái Tử. Đó là Tam Thái Tử. Tam Thái Tử nè cha. Nó chết thêm. Kêu Tam Thái Tử nó chịu à, kêu Thái Tử không chịu. Long Tam Thái Tử mà được. À, Long Tam. Long Tam Thái Tử. Là Long của Tam Thái Tử phải không? Long mà rồng lắm rồi. Thái Tử rồng nữa. Sao chín đầu. Tính ra con đó ngu. Đậu Thanh cứ con rồng. Ngon muốn chết. Không lấy thằng Thâu. Đậu xanh nó có nhiều đầu. Đậu phộng mày, mày nghĩ cái đầu nó còn chín đầu mà mày cái kia thế nào. Như cắt gà trong nó nút luôn. Phộng bởi vậy mày nghĩ xong lấy cái kẹp nha. Cái kia chín đầu là to không anh. Rồi bậy nè. Suy nghĩ bậy nè. Nó tới cái kia đầu cừ mỉm mỉm liền. Mày tại sao tao biết rồi mà tao biết mày suy nghĩ bậy nữa. Suy nghĩ tao nói không bậy rồi mày suy nghĩ bậy. Tao nói là con sâu nó có chín cái đầu, nó sẽ có chín cái kia mà là chín gì không? Chính vậy. Con đeo chính mắt dây chuyền nó già quá bạn nhỏ Kim ơi. Nó chưa hết nghĩ cái quay đấy. Kỳ điểu là biết nó nghĩ bậy rồi. Con ông nghĩ bậy rồi mới nói bậy á. Không chừng nãy giờ ông nghĩ đầu khác đi. Để chính cái đầu thì phải buộc có chính cổ đeo cái chính cổ bị chuyện. Chính vậy. Chính không? Chưa cho là muốn suy nghĩ bậy nữa. Nói chung là suy nghĩ tốt đẹp thì không có lòng cái bậy thì khỏi nói nha bạn. Đúng 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 đúng. Mới giữa mà. Gì đó. Ủa, ngon quá.
Ừ, lý gì vậy? Nào, ông không chết ta. Trời, nay mày đổ rồi. Trời, ta bất tử rồi ông ơi. Các bạn nghe câu này đó, ăn bất tử rồi nha. Bữa mà có ông chết là cho bất tử. Đúng rồi. Mỗi lần chết là mình mãi nó sằng lên y. Bỏ ám chập tiền y, y, y như lại con gì của Dương Tử à? Ờ, có. Các bạn ơi, thì bữa cơm tối anh em mình ăn với hai món cá chiên và canh hến nha bạn. Thì anh em mình xin phép tắt cái quay để cho quay phim nó vô ăn cơm chung với anh em mình cái, rồi anh em mình sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả các bạn cùng xem. Các bạn đừng dừng màn hình và đừng chỉ cần, anh em mình sẽ quay lại ngay nha các bạn. Các bạn ơi, thì anh em mình cũng đã cơm nước ngon no say rồi nha bạn. Thì hết đêm nay nữa là anh em mình về lại nhà nha. Thì lần này anh em mình gửi đến tất cả các bạn 3 ngày sinh tồn trong khu vườn hoang này nha. Thì mai mốt có chỗ nào ngon ngon anh em mình sẽ làm lâu lâu vài ngày nữa để gửi tặng tất cả các bạn nha. Nếu tất cả các bạn có thích cái thể loại sinh tồn thì các bạn hãy nhấn like clip để dành tặng cho anh em mình nha bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Còn bây giờ thì anh em mình xin phép tắt máy quay để anh em mình cùng nhau đi ngủ, để sáng ngày mai anh em mình về lại với nhà nha. Chúc tất cả các bạn xem clip được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chúc các bạn ngủ ngon. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng sớm ngày mai. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Chúc bạn ngon. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn buổi sáng nha. Chào bạn nha. Chào bạn luôn nha. Các bạn ơi, bây giờ anh em mình được về nhà nha bạn. Quá đã. Về với vợ thì mừng đúng anh, làm gì mừng với ông anh. Ship mền mùng cho nó, mền chứ có mùng với bạn. Cho nó gọn gàng, anh em mình dọn dẹp sạch sẽ khu vực của anh em mình sinh tồn để anh em mình về lại với nhà nha. Thì lần này anh em mình sinh tồn 3 ngày 3 đêm. Thì lần sau nếu có cơ hội nữa thì anh em mình sẽ làm nhiều hơn để gửi tặng tất cả các bạn nha. Thôi anh em mình dọn dẹp để cùng về nhà nha. Anh em mình xin phép kết thúc clip 3 ngày sinh tồn tại đây. Chúc cho toàn thể tất cả các bạn xem clip được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, bye bye.